Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series review đồ gia dụng cùng kênh YouTube Điện máy Co Hạnh. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều dòng máy sưởi đến từ các thương hiệu khác nhau. Vì vậy, việc lựa chọn một chiếc máy sưởi phù hợp cho gia đình mình là một việc không hề dễ dàng đối với rất nhiều người tiêu dùng. Trong video ngày hôm nay, Thành sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm máy sưởi thực sự đáng chú ý thời gian gần đây, máy sưởi dầu Fuji Air OFR7813. Hãy bắt đầu khám phá chi tiết sản phẩm này ngay bây giờ nhé. Là sản phẩm mới nhất năm 2022, Fuji Air OFR7813 có thiết kế hiện đại, tinh tế, màu sắc trang nhã, là một sự lựa chọn hoàn hảo để tô điểm thêm cho không gian nhà bạn trở nên đẹp mắt và sang trọng. Sản phẩm có kích thước chi tiết là 63,5 x 26 x 71 cm với tổng trọng lượng là 16,84 kg, cực kỳ chắc chắn và bền bỉ. Phía dưới là các bánh xe giúp việc di chuyển máy trở nên dễ dàng. Bàn điều khiển điện tử thông minh, được thiết kế khoa học, dễ dàng cho người dùng. Phía dưới là màn hình LED hiển thị trực quan, rõ nét. Máy đi kèm điều khiển từ xa, dễ dàng điều chỉnh mức nhiệt độ ở mọi nơi trong phòng mà không cần tới gần máy. Fuji Air OFR7813 được trang bị 13 thanh nhiệt dạng nhiều tấm ghép vào nhau ở hai bên sườn máy. Bên cạnh đó là ống dẫn dầu được làm nóng và truyền lên các tấm sưởi, không bị tiêu hao trong quá trình sử dụng. Giá vơi khăn, gấp gọn tiện lợi cho mọi tình huống, mở ra khi cần sử dụng, có thể hong khô các đồ bằng vải nhỏ. Thiết kế hộp đựng dây nguồn tiện lợi, có thể cất gọn khi không sử dụng và bảo quản tránh chuột, côn trùng cắn làm hỏng hóc. Hộp đựng tinh dầu khiến nhiệt độ ấm của máy sưởi sẽ giúp hương thơm nhanh chóng tỏa khắp không gian hoặc bốc hơi nước cho không gian thư thái và dễ chịu hơn. Fuji Air OFR7813 sở hữu 3 mức công suất 800W, 1500W và 2200W với giải điều chỉnh nhiệt độ rộng từ 15 tới 35 độ C. Tự động bật tắt điện khi đủ nhiệt độ, giúp tiết kiệm điện. Do hơi nóng truyền từ từ và không đốt cháy oxy, nên máy sưởi dầu Fuji Air OFR7813 làm ấm dần dần không khí trong phòng sau 15 đến 20 phút, không làm khô da, không đốt cháy oxy, không gây khó chịu như các loại máy sưởi khác. Máy sưởi dầu sử dụng nhiên liệu là loại dầu đặc biệt, do đó trong cả quá trình sử dụng hoàn toàn không phải thay thế dầu vì máy có chức năng xoay vòng nhiên liệu, chỉ việc cắm điện và sử dụng. Chức năng bảo vệ quá nhiệt, an toàn tuyệt đối khi sử dụng, tự động tắt nếu bị nghiêng hoặc đổ. Ngoài ra, máy còn có chế độ hẹn giờ tắt, mở trong vòng 24 giờ. Khi sử dụng máy sưởi dầu Fuji Air OFR7813, người dùng cần phải tuân thủ những quy tắc an toàn sau. Đặt máy ở nơi bằng phẳng, không dùng ở những nơi dễ xảy ra cháy nổ, không dùng trong nhà tắm, buồng tắm, bể bơi, không thò tay hoặc chọc vào lỗ, khe của máy sưởi để tránh xa tầm tay của trẻ em. Khi sử dụng, đặt máy cách tường và các vật xung quanh ít nhất 20cm, tạo khoảng trống 1m phía trên máy để lưu thông không khí. Không dùng chung ổ điện với các thiết bị khác. Không che đậy máy để tránh quá nhiệt, tuyệt đối không đặt máy sưởi ngay dưới ổ cắm. Và cuối cùng, rút phít điện ra trước khi vệ sinh máy. Với thiết kế hiện đại cùng những tính năng thông minh, máy sưởi dầu Fuji Air OFR7813 chắc chắn sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu trong mùa đông lạnh giá, đem đến sự ấm áp cho cả gia đình bạn. Sản phẩm hiện tại đang được bày bán sẵn tại các showroom của Điện máy Quang Hạnh với thời gian bảo hành chính hãng lên tới 2 năm. Các bạn có thể đặt hàng tại đường link phía dưới phần mô tả hoặc gọi ngay tới hotline 024-6260-4488 để được các nhân viên tư vấn rõ hơn về sản phẩm. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực gia dụng cao cấp, Điện máy Quang Hạnh xin cam kết sản phẩm chính hãng 100%, chính sách một đổi một trong vòng 7 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất, đội ngũ chăm sóc khách hàng sau bán nhiệt tình, chu đáo, vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng, đúng hẹn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.